Há mồm ra. Há mồm ra. Có nhảy lên không đấy? Trời, nhảy lên. Có làm sao mà nhảy được? Vỗ cánh nhảy. Cái chân nó kìa. Bật pháp rồi. Ôi. Đi cho nên. Cái cánh của nó to nữa. Chả có gì ở mình. Nó ăn rau. Động vật đây nói. Sạch bách chẳng đi gì. Nhìn thấy kìa. Còn bên kia là gà bố ơi. Đây, đây, kiếm cái này con ạ. Bố ơi, bố. Bố ơi. Con biểu. Bố ơi. Ừ. Có là vì ở chỗ kia có một đống hoa sen. Ừ. Chị ơi, chị có một đống hoa sen kìa. Ừ, có hai con bồ câu. Nó đậu ở trên con đỉnh đầu, ở trên con tít tít. Bố có hai con bồ câu nó đậu ở trên đầu.